Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ vào một cái phần mềm rất là quan trọng trong cái thiết kế về 2D. Nó là xương sống, nó là linh hồn, nó là cột sống của cái giá trị để khi mà các bạn làm sản phẩm như là in ấn hoặc là một số cái ấn phẩm liên quan đến việc truyền thông offline. Có thể làm online cũng vẫn bình thường, nhưng mà làm offline và đặc biệt nó cực kỳ mạnh về chữ, đó là phần mềm Illustrator. Thì trong trường hợp này thì các bạn có thể dùng từ phiên bản 2020 đến 2024 đến 2025 tùy các bạn, được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta cũng không cần phải rông dài nữa, mà chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần đầu tiên. Thì các bạn để ý cho mình, bước số 1 đầu tiên là chúng ta phải tạo ra khổ giấy đã. Đó, chúng ta đi rất chắc nhá. Nào, khổ giấy nhá. Thì cái phần tạo ra khổ giấy thì nó có hai phần cho các bạn. Các bạn sẽ để ý cho tôi đó là gì ạ? Thứ nhất là bạn sẽ chọn là file, rồi bạn chọn vào Ctrl N chính là tạo ra khổ giấy. Khổ giấy để làm gì? Để thiết kế cho khách hàng. Khổ giấy để làm gì? Bởi vì khách hàng yêu cầu kích thước như vậy. Ok, hiểu cái chưa? Và các bạn sẽ nhớ là Ctrl N của chúng ta là một cái cách. Cách thứ hai là bạn có thể chọn vào New File. Đó. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay, tức là nó sẽ ra giống là khá là giống Photoshop. Và theo thông lệ bình thường thì cái này nó sẽ mặc định cho mình là một cái khổ giấy A4, một chiều là 21 và một chiều là 29.7, và nó sẽ mặc định khác so với cái thằng Photoshop một tí, đó là trong phần này thì nó sẽ là cm, bởi vì nó thiết kế là phần lớn là ấn phẩm là dành cho việc là quảng cáo truyền thông offline và những ấn phẩm liên quan đến hình ảnh chúng ta có thể cầm nắm được, chúng ta nhìn thấy được, chúng ta sờ được, thì người ta sẽ dùng phần mềm đó để Illustrator nhá. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có tên. Các bạn sẽ đánh cho tôi một cái tên, đây gọi là tên cái công việc hoặc là tên bài tập. Nếu chúng ta học thì chúng ta ghi là bài tập 1 AI. Còn nếu mà chúng ta làm cho khách hàng thì chúng ta phải ghi là cái dự án đó là dự án gì. Ví dụ bạn thiết kế là logo bộ nhận diện thương hiệu của công ty A chẳng hạn, thì mình sẽ có thể ghi kỹ như vậy. Được chưa? Ok, nó mình hiểu cái phần tên này chưa nhỉ? Alo. Vâng ạ. Rồi, bước số 2 này các bạn sẽ để ý cho mình là cái đơn vị kích thước của thiết kế của chúng ta là một chiều là 21 và một chiều là 29.7, bởi đây là khổ giấy mặc định. Nó là A4. Các bạn nhìn chưa? Và đã là A4 rồi, nó mặc định rồi thì nó sẽ thường thường là chọn chúng ta với cái kích thước đó là cm. Và tất nhiên Inut cũng có thể thiết kế những sản phẩm về truyền thông online rất là tốt luôn, đó là pixel, nhưng chúng ta sẽ chọn vào cm, các bạn nhớ nhá. Ok, nó mình hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi các bạn để ý sang bên này một tí nữa cho tôi, đó là gì? Ở đây nó sẽ có một cái chiều dài và chiều rộng của các bạn. Thì trong trường hợp này đây là chiều ngang của chúng ta là 21, một chiều là 29.7, nên nó sẽ mặc định là khổ giấy nằm dọc. Còn nếu mà bạn tích vào đây thì cái chỗ 29.7 sẽ đảo ngược lên, thì nó là chính là chiều nằm ngang, và chiều dọc của chúng ta chỉ có 21 thôi, nên là khổ giấy đây là khổ giấy nằm ngang, nằm dọc. Đó, các bạn sẽ nhìn rất dễ. Và tiếp theo nữa thì trong cái phần Inut của chúng ta nó có một cái thuộc tính rất là quan trọng sau này khi mà các bạn thiết kế những cái quyển profile hoặc catalog, hoặc cái về một cái quyển về catalog, thì các bạn có thể chọn vào cái ABAP. ABAP là chính là tạo ra nhiều số trang. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn một thôi, được chưa? Đấy, chúng ta mới học thì chúng ta chọn một thôi. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ xuống dưới cho tôi một tí. Đấy, kích thước của chúng ta nó có tên. Thứ hai có chiều dài và chiều rộng. Tiếp theo, cái vùng đây là vùng bù bleed. Vùng bleed chính là vùng bù xén. Đấy, đối với dân in ấn thì nó sẽ làm sao? Tôi sẽ tích vào đây, thường thường bù xén nó sẽ là 0.3. Và cái này sẽ liên quan đến một cái việc như sau, là có nhiều người bảo là em làm cho biến như đâu phải 0.3, đúng rồi, mỗi một chỗ thì sẽ có một cái cách bù xén, nhưng đại loại cái bù xén nó có thể như này, có nghĩa là nó sẽ cách nề với khổ giấy của các bạn nó rộng ra bên ngoài là 0.3 cm ở các chiều, chiều dài, chiều rộng, chiều cao nhá. Các bạn sẽ nhìn này, tôi ấn vào ok trước cho các bạn xem trước nhé, 0.3 này, thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó tôi có một cái khổ giấy, và cái khổ giấy của tôi thì nó sẽ có một cái bao viền màu đỏ. Cả lớp mình có nhìn thấy cái bao viền màu đỏ này không ạ? Alo nha. Thì đây chính là vùng bù xén của chúng ta, và thường thường nó sẽ đặt là 0.3 từ đây đến đây, và 0.3 từ đây lên 0.3, từ đây lên 0.3, và dưới của chúng ta là 0.3. Đấy, đấy là vùng bù xén nha. Rồi chúng ta tắt đi.
Các đi điểm gì tôi lại làm lại từ đầu cho các bạn xem thôi. Và tất nhiên tôi đã giải thích trong cái vùng với ít rồi. Thì bình thường ngay thì trong giai đoạn 1 thì mới học thì thường tôi sẽ để nó về không. Và tất nhiên các bạn sẽ nhìn thấy ở phần phía dưới nữa, chúng ta sẽ có cái hệ màu là color mode. Color mode của chúng ta là dùng CMYK. Và cái này là một trong những cái điểm rất là quan trọng, là tất cả những cái file mà khi các bạn download ở trên mạng về mà các bạn đưa sang AI thì thường thường toàn là những cái file RGB thôi. Nên là ánh sáng anh xét là rất là trong trẻo, nhưng mà khi đưa sang CMYK thì nó lại không không được như vậy, nó không đọc được tất cả các tính năng hòa trộn trên giá trị RGB. Nên chính vậy mà các bạn sẽ phải cần có những cái nguyên tắc để xử lý làm sao mà vẫn có hiệu hiệu ứng, mà làm sao vẫn phải làm được tất cả những cái tính năng mà mình mong muốn, được không ạ? Rồi, và tất nhiên là khi mà các bạn nhớ một điều rằng là cái kích thước chiều dài chiều rộng vùng bullet rồi hệ màu rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống một tí nữa thì nó là cái chế độ độ phân giải bên bên Photoshop thì nó có resolution, thì bên này nó có cái này các bạn nhìn chưa, thì cái này nó sẽ bình thường mặc định cho in ấn thì bao giờ chất lượng ảnh nó cũng cao, nhưng chính vậy người ta sẽ đặt là 300 nha, 300, 400, 500, 600, 700. Và tất nhiên là khi mà bạn đặt quá cao thì cái máy của bạn hỏi xem nó có chịu được không. Máy chịu được thì chúng ta mới làm, chứ không phải lúc nào chúng ta đặt. Và cái máy mà chúng ta không chịu được mà chúng ta cứ tăng cái này quá cao lên thì ngay tức máy sẽ bị treo. Nên đấy là một trong những lý do mà các bạn nhớ một điều là làm cái gì chúng ta cũng phải tìm hiểu. Ok, và chúng ta sẽ lần lượt từng bước một thì chúng ta làm hết cái công việc của designer là sao. Được chưa? Ok, sau khi đã xong thì tất cả những tiêu chí này tôi sẽ chốt lại. Thứ nhất là tên, thứ hai là chiều ngang, đây là chiều cao, và đây là số trang. Vùng bullet chính là vùng bù xén của thiết kế của chúng ta là 0.3. Nhưng bình thường khi mới vào nhập môn thôi thì các bạn nhớ là chọn cho tôi là 0 nha. Rồi kéo xuống là cái chúng ta sẽ có một cái hệ màu là color mode, thì thường thường dành cho việc in ấn thì người ta dùng CMYK. Và độ phân giải của cái ảnh chất lượng sau này khi các bạn xuất ra hay cái gì đó thì các bạn sẽ nhớ là độ phân giải của chúng ta là 300 đổ lên, là dành cho in ấn. Và tất nhiên nó là mặc định là default rồi. Thường thường là tất cả các phần mềm thường thường nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cách làm việc tốt nhất và chuyên nghiệp nhất, nên là các bạn có thể chọn như này là xong rồi. Và cũng không cần nhớ nhiều đâu, chúng ta chỉ nhớ là chiều dài, chiều cao, rồi bù xén, hệ màu, dùng chế độ chất lượng lá 300. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái điều này chưa? Alo cả lớp ơi, Dạ, có nhìn thấy. và nhớ một điều rằng là chúng ta học đến đâu thì chúng ta chắc đến đấy. Và tất nhiên một lần chúng ta luyện lại đó là một lần chắc, và chúng ta ấn vào click chính là tạo ra khổ giấy đó, các bạn nhìn nhá, tôi tạo ra khổ giấy thôi. Thì ngay tức cái khổ giấy sẽ xuất hiện trước màn hình của các bạn, nó không giống như là cái thằng Photoshop của chúng ta. Và cái này nó sẽ gồm có hai phần, một là nền chỗ màu ghi và hai chính là khổ giấy màu trắng của các bạn. Nên chính vậy mà các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ như thế này và giao diện nó như thế này luôn. Thì các bạn nhớ nha, sau khi vào cái phương án này chúng ta có hai cách và chúng ta có thể ghi rất kỹ này. Để quản lý được cái kích thước nha, để quản lý được cái màn hình của cái thiết kế của chúng ta thì chúng ta làm một cách nào, thì các bạn sẽ ghi đóng khung lại cho tôi là chúng ta sẽ dùng lệnh là Ctrl cộng. Ctrl cộng là phóng to. Phóng to đây ạ, tôi sẽ ấn vào Ctrl cộng cho các bạn. Đấy là phóng to này. Và tất nhiên là ấn vào Ctrl trừ thì thu nhỏ lại, được chưa? Đó, Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ. Và tất nhiên Ctrl số 0 thì trở về định dạng full màn hình giống như trường hợp của bên Photoshop. Rồi, Ctrl trừ, Ctrl cộng và Ctrl số 0. Và tiếp theo nữa thì ở đây nó có một cái lệnh mới hơn so với Photoshop, đó là chúng ta ấn vào Ctrl cái gì, Ctrl Shift H. Ctrl Shift H là hoàn toàn nó sẽ phun cả cái nền màu ghi của các bạn bên ngoài là màu trắng, và cái background khổ giấy của chúng ta cũng là màu trắng luôn, nên là các bạn sẽ không nhìn được. Nên là thường thường chúng ta, tôi cũng hay dùng trường hợp này để vẽ rất nhiều những cái option cho khách hàng về thiết kế. Các bạn sẽ ấn vào Ctrl Shift H này, tự khắc nó sẽ trở về ban đầu đó, thế đó. Rồi, ở bước thứ hai mà chúng ta không bao giờ quên được, đó là cái bước mà chúng ta sẽ phải lấy lại được các giao diện công cụ cơ bản. Để thứ nhất là khi làm thiết kế thì chúng ta sẽ biết cách nó nằm ở đâu và chúng ta sử dụng như là sao, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái lệnh rất hay cho các bạn, đó là chọn Window. Chúng ta sẽ chọn vào Workspace và chúng ta chọn vào Encanto Classic.
Cái Essential Classic này chính là cái giao diện cơ bản mà nó phù hợp với tất cả những cái người nào mà mới học và nhập môn thì chính là chọn cái này. Và tất nhiên là sau khi chọn cái này thì các bạn để ý cho tôi một tí nữa, nó rất là quan trọng. Đó là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Bởi vì là có nhiều trường hợp là khi cái giao diện của chúng ta bị mất thì tất nhiên là chúng ta phải đi tìm từng cái công cụ ra. Ví dụ các bạn có thể chọn một cái miếng màu là bạn xóa đi, rồi bạn chọn vào cái nét này bạn cũng xóa đi. Đây là cái công cụ mà của chúng ta mà, nhưng nó bị mất các bạn ạ. Hoặc là cũng vì một lý do nào đó mà nó không hiển thị trên những cái thanh thể hiện như này thì chúng ta sẽ phải có một cái window và chúng ta chọn vào workspace, và tất nhiên là chúng ta không thể chọn vào Essential Classic nữa bởi vì bản thân mình đang chọn ở giao diện này rồi. Nhưng nó lại thiếu công cụ thì chúng ta làm bằng cách nào? Thì chắc chắn nó sẽ có một cái reset Essential Classic. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Alo, cả lớp mình nghe Được nhớ. rồi ạ. Thì các bạn để ý rằng là khi ấn vào reset Essential Classic thì ngay tức nó sẽ trở về định dạng màn hình cho các bạn. Ví dụ máu, ví dụ nét, ví dụ gradient, ví dụ blur, đều có hết tất cả những thuộc tính đấy. Và tất nhiên là cái thằng Photoshop thì thằng Inloop nó cũng có thể tính năng và chia layer. Nhưng đối với Inloop, đặc biệt là của thầy Khánh, thì trừ trường hợp khi mà bạn làm cho những cái, ví dụ như là làm cho những cái đối tượng để chúng ta xuất sang After Effects để chúng ta làm chuyển động thì tôi mới làm chia layer thôi. Còn bình thường tôi sẽ quản lý hoàn toàn trên một layer hết, nó gồm các đối tượng. Đó. Thì các bạn nhớ một điều rằng là lúc này chúng ta sẽ có những cái một số cái như sau nữa, là các bạn sẽ ý bên tay phải tôi thì nó ở đây nó có mũi tên, bạn chỉ cần tích vào đây một cái. Tại sao tích? Bởi vì như vậy thì cái khởi rộng màn hình của các bạn nó sẽ tốt hơn đó. Và tất nhiên tích vào đây thì nó lại thuộc vào, và tích vào đây là đấy, thì những cái bạn mới học thì cần phải để ý. Và tất nhiên những cái lời mà khi mà tôi vừa dạy cho các bạn thì bạn nên dùng cái bút bạn đóng khung lại giúp tôi cho nó cẩn thận hơn, cho nó tốt hơn về mặt thiết kế của chúng ta, được chưa? Rồi, sau khi mà chúng ta học về những cái lệnh như sau là Ctrl cộng, Ctrl chữ, rồi Ctrl số 0. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó sẽ có một cái rất là quan trọng. Cũng giống như cái phần mềm Photoshop này, khi vào thiết kế. Thì việc đầu tiên là bạn sẽ phải biết rằng là chúng ta đổ được màu. Và tại sao đổ màu? Bởi vì mỗi một màu nó sẽ tượng trưng cho một thương hiệu. Mỗi một màu nó sẽ tượng trưng cho một cảm giác, một cái cảm giác cho người nhìn. Bởi vì bản thân của một dân thiết kế đồ họa đó là gì? Bạn đưa ra một cái giải pháp cho một cái thiết kế của bạn bằng màu sắc, có nghĩa là đưa lại cảm giác cho người khác khi nhìn vào sản phẩm của các bạn, thì người ta sẽ thấy vui hay thấy buồn, hay nóng hay lạnh, thấy nhiệt huyết hay là màu như thế nào nó phù hợp với cái nội dung mà bạn thiết kế cần mong muốn. Nên chính vậy mà các bạn sẽ phải nghiên cứu cho tôi là màu sắc theo cái ý nghĩa của nó này. Thứ hai là tại sao phải đổ màu, bởi vì màu nó tượng trưng cho giá trị về sắc độ, và thiết kế thì rất là cần sắc độ. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì để muốn đổ được màu cho một phiên bản về thiết kế về Inoue thì người ta sẽ có những cách đổ màu như sau, các bạn liệt kê giúp tôi. Bước 1, bạn muốn đổ màu cho một đối tượng nào đó thì bước 1 là bạn có thể chọn vào bảng màu. Các bạn có nhìn thấy cái watcher này chỗ này không ạ? Cả lớp mình có nhìn thấy điều này chưa nhỉ? Alo? Có Rồi, thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái bảng màu này nó chỉ có những cái màu cơ bản thôi. Nhìn thấy không ạ? Nó có những cái khu vực màu, và tất nhiên đây là khu vực màu tối, đây là khu vực màu trung gian, và đây là những khu vực màu sáng. Vậy thì nó cũng chia ra khu vực màu. Và thứ hai là nó sẽ chia khu vực màu đen chuyển sang trắng. Đây là màu cùng một màu, cũng là sắc độ. Nên muốn đổ màu được cái này thì không bao giờ trượt được, bởi vì lý do là chúng ta chỉ cần vẽ một đối tượng, vẽ làm sao tích vào màu là có luôn. Ví dụ nhá, là bước 1 là bạn sẽ cách 1 là bạn sẽ đổ màu bằng cách là bạn chọn vào cái bảng này, được chưa? Rồi. Thì để muốn đổ màu thì việc đầu tiên tôi sẽ mượn một cái công cụ đầu tiên cho các bạn, đó là công cụ hình vuông và chữ nhật. Bên tay trái chúng ta là những cái hình cơ bản để chúng ta có chọn lựa. Tại sao tôi lại không chọn một hình tròn? Tại sao tôi không chọn hình lượn sóng? Tại sao tôi lại không chọn vào một cái hình khác mà ngoài ra đó là chính là hình chữ nhật và hình vuông? Bởi vì tất cả 90% hoặc 99% tất cả những phiên bản thiết kế hiện tại trên thị trường đều đặt trong hình chữ nhật. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Yeah. Alo? Nên hình chữ nhật là một cái hình rất là quan trọng, nên chúng ta sẽ học rất nhiều thứ liên quan đến nó, có nghĩa là sắp xếp các đối tượng trong một hình chữ nhật. Đấy nhá.
Các bạn có thấy hình chữ nhật, có chúng ta đi chụp ảnh thế mà chúng ta cũng phải sắp xếp hình ảnh trong một khung hình mà, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta chọn nó thôi, và tất nhiên nó được ký hiệu là chữ M nha. Đó, thế thôi, bạn thích vào đây cho tôi. Và tất nhiên khi thích vào thì các bạn xem sao phòng to đây, vẽ đấy, vẽ thẳng trực tiếp đấy, đấy vẽ thế nhanh. Và sau khi vẽ xong thì các bạn nhớ cho tôi là đối tượng đã được vẽ xong, và tất nhiên là chúng ta sẽ phải trở về cái công cụ phím V giống như các đối tượng khác, là phím V là phím thoát và dứt cái lệnh mình đang làm đó, tính chưa? Và tất nhiên là trong quá trình khi mà chúng ta thoát và dứt lệnh rồi thì phím V chúng ta có thể tích vào đối tượng rất là dễ dàng. Và tất nhiên dễ dàng như này thì nhưng mà nhiều lúc mà chúng ta lại gặp một cái vấn đề như sau. À, thầy ơi cho em hỏi là em dứt lệnh rồi nhưng cái khung hình của em nó bị bé quá. Vậy thì bé quá thì bây giờ phải biết phóng to chứ. Vậy nhưng người ta có một lệnh là căn trùng cộng là phóng to, căn chuẩn trừ là thu nhỏ, đây phóng to đây, nhìn dễ hơn chưa? Và tất nhiên là trong quá trình khi mà phóng to lên thì các bạn có thể sử dụng những cái lệnh rất là quan trọng, đôi lúc có thể bị lệch sang phải, đôi lúc có thể lệch sang bên trái. Và tất nhiên chúng ta muốn mà không lệch thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta đấy đặt nha, và chúng ta sẽ ấn vào lệnh như sau, các bạn nhìn nhé, nào căn chuẩn cộng này, căn chuẩn trừ là thu nhỏ này. Và tất nhiên chúng ta sẽ dùng một cái phím cách này, ấn vào phím cách thì ngay lập tức cái con chuột của các bạn trở thành cái gì, là bàn tay. Và đã là bàn tay thì bạn giữ nguyên cái phím cách thì bạn kéo sang phải, kéo sang trái, lên trên mình xuống dưới, có nghĩa là dịch chuyển cái vị trí đi nhìn cái khu vực thiết kế của chúng ta một cách dễ nhất, để làm sao cho chúng ta quản lý được các đối tượng cũng giống như một cái bản thiết kế của chúng ta tốt nhất đó. Ok, căn chuẩn trừ, căn chuẩn cộng và căn chuẩn số 0. Và tất nhiên nữa là chúng ta dùng phím cách để dịch chuyển sang phải sang trái. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Dạ vâng ạ. Và các bạn sẽ nhớ một điều rằng là trong cái thiết kế của chúng ta nó còn một cái lệnh mà tôi cũng rất hay dùng, trăm hay không một tay quen ấy. Thì tôi hay dùng cái phím đó là phím Z, phím Z trên bàn phím. Phím Z chính là phím kính nút, mà kính nút dùng để là phóng to. Và để phóng to thì chúng ta phải làm gì? À, bởi vì tôi muốn là quét qua một góc này để tôi nhìn dễ hơn, tôi dùng phím Z. Đó, phóng to thu nhỏ lại, phóng to thu nhỏ, phóng to bên này thu nhỏ bên này, phóng to bên này thu nhỏ, phóng to bên này. Đấy, thì đây là một trong những cái mà tôi cũng hay dùng. Bởi vì sao? Tôi có thể đi đến cái nơi mà tôi mong muốn, tôi phải tìm được đối tượng đấy và tích vào đối tượng và có thể điều chỉnh được nó, được chưa? Ok, vậy thì sau khi vẽ xong thì các bạn nhớ cho tôi là bạn chỉ cần quét qua thôi, quét qua nó. Thế cái thằng Inút này rất hay một cái là nó lại không giống như chơi trên cái lên, nó rất hay chỗ này, bạn chỉ cần hơi chạm một tí vào cũng là chọn nó, bạn quét qua toàn bộ nó cũng là nó, được không ạ? Rồi bạn quét qua đây cũng là nó, bạn quét qua đây cũng là nó, quét qua đây cũng là nó, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Và tất nhiên cách độ màu thì tôi vừa rồi chỉ cho các bạn là trước khi độ màu thì mình phải vẽ được cái hình đã. Ok, tôi vẽ hình đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn màu, chúng ta đổ màu. Và trước khi đi đến độ màu thì tôi cũng lại phải nói cho các bạn thêm một cái lần nữa cho rất kỹ, để làm gì? Một đối tượng của chúng ta vẽ là gồm có hai thành phần, phần thứ nhất là màu của đối tượng và phần thứ hai là màu viền của cái đối tượng đó. Màu đối tượng của chúng ta đang là màu gì? Là màu trắng. Các bạn sẽ để ý bên tay trái tôi ạ. Cả nước mình có nhìn thấy một một trên thì nó chính là màu trắng, và ở dưới thì tự nhiên nó có cái viền không ạ? Dạ, có như thế. Nó khác so với Photoshop, là Photoshop là Quá. hai cái đều là màu đúng không? Thì bây giờ cái này Dạ, nhá, đúng rồi. nhìn này, tôi sẽ tích đúp vào này. Đây, đây là màu đối tượng này. Thì muốn đổ màu đối tượng thì tất nhiên cái này phải trên. Còn muốn đổ nét thì phải tích vào nét, thì cái nét này lại phía trên. Thế là muốn đổ màu thì phải chọn vào màu, là cái vùng ở phía trên. Muốn đổ về màu của cái nét, cái viền của nó thì bạn phải tích vào viền rồi bạn mới đổ màu được. Ok, vậy thì chúng ta thử nhé. Nào, bắt đầu nào, chúng ta quét qua. Và lúc này tôi đang chọn trục tính là màu đối tượng, nên tôi chọn vào bảng màu và tôi đổ màu cho các bạn xem. Ok, cả nước mình nhìn thấy cái điều này chưa? Dạ, đã nhìn thấy. Ok, vậy thì các bạn hiểu tại sao tôi đổ được màu chưa? Đúng chưa? Bởi vì tôi đang chọn màu, đúng chưa? Và cũng tương tự như vậy, bây giờ cái viền của tôi thì tôi làm gì? Tôi sẽ phải tích vào viền. Mà viền tôi đang là màu đen mà, thì tôi sẽ chọn vào viền và tôi lại chọn vào một cái màu khác. Ví dụ, tôi chọn màu tím. Và tất nhiên cái màu tím này các bạn rất là khó nhìn, bởi vì lý do là chúng ta ở xa, nên chính vậy mà cái công cụ Z của chúng ta nó mới có tác dụng. Tôi quét qua đây.
Đó, các bạn có nhìn thấy cái màu tím không ạ? Dạ, có nhìn thấy ạ. Đó, vậy thì các bạn nhớ một điều rằng là trong cái nguyên tắc về khi đổ màu thì chúng ta phải chọn vào màu, và khi đổ viền thì chúng ta phải chọn vào viền. Có nghĩa là chúng ta muốn tác động vào đâu thì chúng ta phải chọn đúng cái đích của nó thì chúng ta mới làm được. Được chưa? Ok, cắt cho số 0 thôi. Rồi, bước số 2 nữa là gì ạ? Khi mà chọn vào màu thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có màu viền và giá trị như này. Và có một cái thuộc tính rất là nhanh là ví dụ trong Photoshop thì tạo viền nó rất là lâu, nhưng ông này thì tạo viền quá nhanh. Ông này muốn hoán đổi vị trí cho nhau thì ở đây các bạn ghi thêm cho tôi một cái lệnh nữa là chúng ta được quyền hoán đổi vị trí màu đối tượng và màu viền đối tượng cho nhau bằng lệnh là Shift X. Ok, nào các bạn có thể ghi đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là màu viền của tôi đang là màu tím và màu bên trong của tôi lại đang là màu vàng. Nên tôi có thể chọn là thẳng đối tượng và tôi dùng lệnh là Shift X. Thì ngay lập tức cái màu và viền nó đổi cho nhau. Và đồng thời cái giá trị hình của các bạn cũng đổi cho nhau luôn. Đấy ạ. Ok, cả lớp mình nhìn cái này chưa? Dạ. Ok. Thì lúc này các bạn sẽ nhớ một điều rằng cho tôi là khi tôi thu nhỏ lại thì tôi lại có giá trị đây con số 0 đây. Và đúng rồi, các bạn sẽ nhớ một điều rằng là vậy trong một số trường hợp khi làm việc thiết kế đồ họa thì em muốn dùng là chỉ là màu đối tượng thôi, hoặc là em không muốn viền được không ạ? Thì ví dụ như này, đây trường hợp có viền đấy, các bạn muốn làm mất viền thì phải làm sao? Có nghĩa là bạn muốn mất viền, có nghĩa là bạn muốn mất viền thì có phải là tác động một cái viền không? Thì mình phải chọn vào viền trước nha. Đấy, chọn vào viền. Và sau khi chọn vào viền xong thì các bạn sẽ nhìn để ý xuống phần phía dưới nó có biểu tượng phím xuống, là phím gạch chéo. Bạn chỉ cần tích vào đây thôi thì ngay lập tức đối tượng này của chúng ta nó sẽ mất viền luôn. Được chưa? Đó, các bạn sẽ nhìn thấy không còn viền nữa rồi. Đấy, nhá. Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một cái cách nữa đó là gì? Em muốn mất màu và em muốn giữ lại cái viền để trong thiết kế của em. Thì làm sao? Ok, vậy thì chúng ta phải chọn vào màu đã. Và sau khi chọn màu xong thì bạn sẽ phải làm sao? Bạn sẽ phải ấn vào đây là biểu tượng xuống. Nhưng tùy theo từng trường hợp là mình muốn tác động vào viền hay là tác động vào màu là vì thế. Tích vào đây. Ở đúng rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là tôi chỉ còn viền thôi. Cả lớp mình có để ý đoạn này không nhỉ? Dạ có. Ok, chúng ta đi rất là kỹ rồi. Tiếp theo, thì các bạn nhớ một điều rằng là trong phần màu của chúng ta nó sẽ có những cái hệ màu như sau. Đây là màu cơ bản. Và đã là màu cơ bản thì các bạn nhớ một điều rằng chọn chọn màu thì rất là nhanh. Bạn chỉ cần tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Nhưng nó không phải là màu mà mình hy vọng đấy, mong muốn đấy. Mà muốn làm được điều đó thì chúng ta phải làm thế nào? Thì các bạn nhớ cho tôi là trong một cái bản thiết kế, chúng ta học của một người khác, chúng ta học thì người ta cũng phải văn ôn võ luyện. Vậy thì để muốn học được thì chúng ta sẽ học qua những cái khía cạnh như sau. Một là chúng ta học qua những cái bản thiết kế của những sản phẩm chuyên nghiệp trên thị trường. Alo, cả lớp mình hiểu cái đoạn này chưa? Dạ rồi ạ. Ok, vậy từ khóa nó là cái gì? Cái keyword tìm kiếm là cái gì? Ok, vậy thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là các bạn sẽ phải search những cái ấn phẩm thật sự như là poster cho thời trang về một lĩnh vực nào đó của công ty A. Công ty A nó là công ty gì thì phải search. Được không ạ? Thì Google nó sẽ trả về cho bạn những cái thiết kế của những designer chuyên nghiệp, người ta sẽ cho mình xem đó. Học đấy các bạn làm gì được? Giai đoạn đầu khi mà các bạn nhập môn thì các bạn chưa có thấy là ở nó đẹp chỗ nào không, nhưng chúng ta sẽ có cảm nhận về màu sắc của nó. Vậy thì cái màu sắc của nó rất quan trọng, là các bạn sẽ chốt lại được cho tôi đó là học từ cái màu thương hiệu. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Màu thương hiệu trên thị trường nha. Và những cái sản phẩm của các thương hiệu thị trường càng lớn thì độ chuyên nghiệp càng cao. Ok, lớp mình hiểu cái này chưa? Về cách học chưa? Cách học số 1 đấy. Cách học số 2. Cách học số 2 là bạn phải cập nhật thị trường. Biết cập nhật thị trường không? Alo? Dạ, thầy nói kỹ hơn ạ. Nha, cập nhật thị trường nghĩa là sao ạ? Ví dụ xu thế năm 2024 thì những cái thiết kế như ấn phẩm như là poster, standee, tờ rơi, tờ gấp nó sẽ là như thế nào? Thì mình tải về để mình xem. Được không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ rồi ạ. Bởi vì nhiều lúc đấy những cái ấn phẩm thiết kế của thương hiệu nổi tiếng thì mình lại không search được, nhưng lại search một cách chung chung thì lại có được điều đó. Vậy thì bạn cứ lấy về đã.
Được chưa? Và khi lấy về thì tôi khuyên các bạn hãy chọn cho tôi một cái folder, đó là tài liệu thiết kế và tham khảo. Đồng ý chưa? Alo. Dạ, đồng ý. Cái thứ ba nữa là tôi khuyên các bạn là nếu bạn nào có bạn bè là dân mỹ thuật thì tốt thôi. Bởi vì sao? Dân mỹ thuật, đặc biệt là những cái dân mà năm thứ tư thứ năm, bởi vì đó là người ta chuẩn bị làm đồ án là tốt nghiệp, mà đã là tốt nghiệp thì duyệt lên duyệt xuống rất là nhiều lần, được do các thầy cô chuyên nghiệp ở trường, người ta sẽ góp ý vào một cái đồ án của các bạn để bạn tốt nghiệp ra trường thì nó rất là kỹ và có rất nhiều ý tưởng. Thì nếu điều đó bạn quen được thì bạn có thể xin bài, hoặc bạn biết rằng là người ta tốt nghiệp ở chỗ nào thì bạn đến đấy bạn chụp, đúng không? Chụp, bởi vì chụp có ảnh thì chúng ta sẽ lưu giữ lại. Ok, hiểu cái này chưa? Đã Đấy. hiểu. Rồi, tiếp theo là một cái nữa là học nó phải ra sao ạ? Chúng ta sẽ lên các cộng đồng thiết kế hiện tại bây giờ nha. Để làm gì? Để xem mọi người thiết kế ra sao. Được không ạ? Và tất nhiên cái đẹp và xấu thì bây giờ mình chưa đánh giá được vì mình mới thôi. Nhưng khi nhìn vào một cái sản phẩm đẹp và chuyên nghiệp hoặc là đẹp theo cái cách cảm nhận của mình thì có nghĩa là ok. Các bạn hiểu cái này không ạ? Dạ Alo. có. Và tại sao tôi lại nói một cái, tại sao phải nói ở phần phía trên, nó là tại sao mà chúng ta phải đi search về thị trường, tại sao chúng ta phải đi tìm những sản phẩm thị trường, để tránh trường hợp các bạn sẽ bị lung lay qua những cái câu nói hoặc là những cái lời góp ý mà nó lại không được thiện cảm lắm, bạn thấy choáng váng đấy. Giống như tôi có một bạn học sinh, bạn mới là người chụp ảnh rất là đẹp, bạn chụp ảnh xong thì nhớ một điều rằng là khi chụp lên thì có người cứ chê xấu đấy. Thì tôi cũng chia sẻ là hôm nay tôi cũng comment một câu rằng như sau: thực ra đẹp hay xấu nó cũng không phải là tùy theo cách nghĩ của mỗi người thôi. Các bạn có đồng ý tôi không ạ? Alo. Dạ đúng. Đẹp đẹp hay xấu là tùy theo cái cách nhìn nhận của mỗi người thôi và tùy theo trình độ của mỗi người thôi, có đúng không? Em đồng ý Dạ không? đúng. Dạ Đúng, đồng ý. chính xác. Nhưng cái quan trọng là mình làm xấu nhưng phục vụ 1.000 người khác với làm đẹp mà chỉ phục vụ được 2 người, nó khác nhau. Ở đây nó có hai khía cạnh, mình làm ở phân khúc nào. Ví dụ phân khúc tầm trung thì xin nói với em là tôi sẽ chọn xấu để tôi phục vụ 1.000 người. Bởi vì sao? Phục vụ 1.000 người thì có nghĩa là chúng ta cũng phát triển. Các bạn có đồng ý tôi điều đó Hoàn toàn đồng ý. không? Ok. Nhưng tại sao tôi lại chỉ là phục vụ cho 2 người thôi? Bởi vì sau này khi tầm của các bạn lớn lên ở một khía cạnh gọi là gì ạ? Nhìn một cái thế giới nó đẹp đẽ hơn, là tôi đang phục vụ cho 2 người cực kỳ to, là 2 tập đoàn chẳng hạn. Thì các bạn có đồng ý với tôi là nó phải đẹp trong có con mắt của tập đoàn không? Dạ Đúng, vâng. đúng chứ? Và tất nhiên là lúc đấy thì tiền cũng nhiều. Đấy, nói là nhiều thì ở trên khía cạnh là nếu mình làm chủ thì mình nhiều, thế còn mình làm quân thì cũng chưa chắc. Đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ, đã hiểu. Ok, vậy thì tôi hy vọng rằng các bạn cũng phải thăm thú thị trường, tránh trường hợp. Tôi rất là muốn, mong muốn các bạn là khi các bạn làm bất cứ thiết kế nào thì các bạn cũng phải search cho tôi tất cả những cái ấn phẩm hiện tại bây giờ trên thị trường, đối thủ của mình là ai, để mình gì? Mình đưa ra cái phương pháp, đưa ra một cái thiết kế ít nhất mình phải bằng nó chứ. Bây giờ lại xấu hơn nó thì chúng ta không thể nói chuyện được. Đúng không các bạn? Alo. Dạ đúng ạ. Ok, vậy thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn về cái cách học và cách học như nào gọi là màu đẹp. Thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thì lúc này bây giờ các bạn sẽ nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ có màu. Nhưng chúng ta có hệ màu thì phải làm sao? Thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn chọn được cái màu thứ hai thì người ta làm một cách nào? Được không ạ? Thì đây, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp theo là cách lấy những cái bài màu đẹp. Nào, các bạn sẽ chọn vào file. Và tất nhiên, tại sao phải lấy được màu đẹp? Vì bởi vì tất cả những hình ảnh của chúng ta được tồn tại dưới dạng gì? Dạng ảnh. Dạng ảnh nó để ở đâu? Nó có thể trên mạng. Dạng ảnh có để ở đâu? Trên ổ người khác. Dạng ảnh ở đâu thì là trên ổ của chúng ta, đúng không? Vậy chúng ta lấy vào và chúng ta sẽ làm sao? Lưu cái bộ màu đấy vào trong cái file, vào trong cái phần mềm của mình thiết kế. Thì các bạn sẽ nhìn là tôi sẽ chọn file và tôi sẽ chọn một cái công cụ, đó là công cụ vế gì? Ở đây nó công cụ là Ctrl Shift P, là cách đưa ảnh vào trong AI của các bạn. Ok, các bạn nhìn thấy điều này chưa?
Cả nhà ơi. Dạ, thế rồi. Ok, và lúc này sau khi mà bạn ấn vào Control Shift về xong thì lúc này tất nhiên là chúng ta sẽ tìm đến cái nơi mà nó quy định rất nhiều thứ. Ví dụ chúng ta chọn vào cái gì nhỉ? Nội dung đồ họa. Sau đó chúng ta thiết kế một cái, ví dụ trong đây là những cái ấn phẩm mà chúng ta có thể lựa chọn thiết kế. Và chúng ta rất là mong muốn là chọn lên một cái màu như thế đó, thì tôi sẽ ấn vào Play. Đây ạ. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy là đây là một tấm ảnh của tôi đưa ra và đây là một cái phiên bản thiết kế người ta có thể dành cho một cái thiết kế một quyển catalog. Đây là mục giới thiệu của một cái giáo dục gì đấy chẳng hạn. Được không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái ngoài cái ảnh ra thì nó còn có cái gì? Các bạn nhìn vào đây. Nhớ đó. Ctrl chữ. Rồi Ctrl cộng. Rồi Ctrl số 0. Thì tất nhiên ấn Z để phóng to như này có dễ không? Dùng phím cách đẩy lên đó. Ok, hiểu cái này chưa nhở cả nhà ơi? Dạ có. Rồi vậy thì trong một bản thiết kế thì các bạn có thấy là cái khung hình màu sắc của nó rất quan trọng. Đây, tại sao tôi lại có màu xanh này mà không phải là màu xanh nó tươi hơn ở chỗ này? Đấy, vậy thì làm nào để lấy được cái màu này thì các bạn nhớ cho tôi này. Để muốn lấy màu được đối tượng thì bước số 1, lấy màu này để làm gì? Để lưu cái màu này vào trong cái bảng màu của chúng ta. Để làm sao? Để lần sau chúng ta làm về giáo dục thì chúng ta có những cái màu nó cực kỳ chuẩn chỉnh do một designer có kinh nghiệm đã làm rồi. Có nghĩa là mình đang học là học từ những người có kinh nghiệm, chứ không phải là mình đi học gọi là tự theo cảm nhận của chúng ta được. Các bạn nhớ nhé. Bởi vì nếu theo sự cảm nhận của các bạn thì bạn sẽ đánh đổi bằng một thứ cực kỳ khủng khiếp, đó là thời gian. Các bạn hiểu không ạ? Đã có. Ok, vậy tội gì? Nên là chép nhiều vào, làm nhiều vào, bạn sẽ lên tay ngay. Nhưng khi mà bạn chép nhiều làm nhiều đấy, nó lại cực kỳ tốt cho bạn, đó là cỡ mắt, cái cỡ mắt. Và tất nhiên là trong quá trình khi mà người nhiều người bảo em chép nhiều em làm nhiều nhưng em vẫn không lên tay, bởi vì cái thứ mà em chép ấy là em không đi hỏi, em tự cảm nhận bằng bản thân của em nên là nó vứt. Các bạn hiểu cái này chưa? Đã có. Nên là khi người ta làm, nên tại sao tôi nói các bạn là bạn làm đi, bạn đi tìm đi, bạn phải hỏi những người có kinh nghiệm. Ví dụ tôi chẳng hạn thì ít nhất tôi cũng phải đưa ra cho bạn lời khuyên là cái này nó đẹp cái gì, cái này nó xấu cái gì, đúng không? Đầu tiên bài học của chúng ta chính là đẹp xấu là những sự cảm nhận. Với những người lâu năm trong nghề thì tất nhiên tôi nhìn vào thì tôi rất là dễ cảm nhận được điều đó, nhưng các bạn là người mới học chẳng hạn thì nó chưa cảm nhận được thì chúng ta phải từ từ, được không ạ? Nào, bước số 1 chúng ta muốn copy màu thì phải chọn vào đối tượng. Bước số 2 là chọn vào công cụ y ngắn. Và y ngắn nó là cái gì? Nó đây, y ngắn được là cái công cụ copy màu, có nghĩa là chỉ vào đâu thì màu đối tượng nó sẽ là màu đó. Thì tôi sẽ chia cho các bạn tích vào đây một cái, thì các bạn nhìn này. Đấy, trong quá trình khi tôi tích vào đây một cái thì nó sẽ mất màu luôn, thì các bạn nhớ cho tôi giữ shift nhé, giữ shift nhé, giữ shift cho tôi, giữ shift nhé, tích vào cái khu vực màu mình mong muốn thì ngay lập tức bên tay trái của chúng ta nó đã copy được cái màu này rồi. Bạn muốn màu nó trầm hơn thì bạn giữ shift và tích vào đây thì nó trầm hơn, giữ shift đây tích sáng hơn, giữ shift đây tích sáng hơn nữa. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái điều đấy chưa? Có nhìn thấy Okay. Và sau khi đã chọn được màu xong thì bây giờ bước số 2 của các bạn là gì? Đây. Bạn nhìn này chưa? Ok, bây giờ thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ tắt bỏ cái này đi một tí. Rồi, chúng ta sẽ thông báo, chúng ta sẽ tắt đi. Rồi các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi một tí nữa là gì ạ? À? Tại sao chúng ta lại chọn vào cái công cụ Y, chúng ta chọn màu xong. Và sau khi chọn màu xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi một điểm như sau, là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là tích vào đây sáng. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mã màu nó sẽ ngay lập tức này. Và sau khi chọn được màu xong vào trong cái ô màu thì bước số 2 của các bạn chính là ấn vào biểu tượng dấu cộng. Ấn vào biểu tượng dấu cộng trên cái thanh swatch này. Cả lớp mình nhìn cái đoạn chưa? Người ta gọi là gì? Tạo cái màu trong cái bảng màu bằng cách tích vào. Và tất nhiên sau khi tích vào đây xong thì bạn có những cái sự lựa chọn là cái màu này nó làm lên từ cái gì? Đây ạ, C là xanh này, đỏ, vàng, đen này, C, M, I, K. Và đây là các thông số màu để làm lên từ cái màu xanh nào? Xanh, đỏ, vàng, đen. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ.
Và tất nhiên sau khi mà bạn đã hiểu được thuộc tính này, bạn chỉ cần ấn OK thôi, thì ngay lập tức một cái điểm màu này nó sẽ được vào trong cái bảng màu nở của các bạn. Đấy, cả lớp mình nhìn thấy cái màu này của tôi chưa ạ? Alo? Rồi Rồi, và rất là đơn giản là sau khi chọn xong thì bạn chỉ cần vẽ ra như này thôi. Và tất nhiên chúng ta có thể đổ bất cứ màu đi, và tất nhiên đổ cả được cái màu vừa rồi chúng ta vừa đổ. Đấy, thế là chúng ta đã có được cái màu của giáo dục rồi. Đây là màu xanh rất là trầm nha, rất là ổn định nha. Rồi, tôi chọn. Rồi, loại thứ hai nữa gì? Sau khi tôi đã có màu xanh rồi, tôi lại chọn phim y ngắn tự chỉ vào đây. Tôi lấy một cái màu thứ hai, giữ ship kích vào. Và sau khi chọn màu như này thì tôi lại chọn vào biểu tượng không sao, tôi lại chọn vào biểu tượng dấu cộng và tôi lại tạo ra một cái màu mới CMYK. Ở đây là xanh đỏ vàng đen, xanh của tôi là 1.39, đỏ là chúng ta sẽ có 41,55, y của chúng ta là 96,62 và k thì bằng 0. Nên khi bạn tích vào đây tôi thì tôi lại có cái màu mới và tôi có hai cái màu rất là chuẩn rồi. Và màu thứ ba tôi để là màu trắng, không nói nữa. Ok. Mọi người hiểu cái này chưa? Dạ có hiểu. Ok, vậy thì chúng ta đã lưu được cái bộ màu rồi. Rồi, bây giờ thì chọn cách thứ hai nữa là gì? Cách đổi màu. Nhá, lưu được bộ màu rồi. Lưu được cái màu này rồi. Thì chúng ta cũng phải lưu cái bộ màu này vào đâu? Bởi vì cái màu này là màu cho giáo dục thì chúng ta sẽ đặt cho màu giáo dục, được không ạ? Và muốn lưu được cái bộ màu này về giáo dục thì chúng ta sẽ làm bước thứ hai, đó là gì? Lưu bộ màu vào trong máy tính của chúng ta. Ok, bước số 1. Bạn chọn là bảng số khoát. Bước số 2 là bạn ấn vào biểu tượng ba gạch ngang. Và tất nhiên là ấn vào ba gạch ngang này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái biểu tượng như sau, là các bạn sẽ chọn vào xếp swap và thư viện của AI của chúng ta. Tức là alo. Dạ. Rồi, cả lớp mình nhìn thấy cái đoạn mà lưu lại chưa nhỉ? Có nhìn thấy ạ. Ok, và tất nhiên là cái này thì các bạn, tôi khuyên các bạn là các bạn nên tập trung, rồi các bạn đi tìm những cái bộ màu rất là quan trọng về thiết kế của chúng ta. Và thậm chí là có nhiều người bảo là thầy em chưa có chữ thời gian để lưu bộ màu, vậy thì cứ mỗi lần làm thì các bạn sẽ lưu cái màu của đối thủ của chúng tôi, lưu cái màu của những sản phẩm về chuyên nghiệp với cho tôi là được rồi. Và tất nhiên khi tôi tích vào đây một cái thì ngay tức nó sẽ ra một cái bảng cho các bạn. Và thứ nhất là cái phần là file name, các bạn đặt tên giúp tôi, ví dụ chúng ta chọn là 123, ví dụ ở màu giáo dục chẳng hạn. Ok. Rồi, mọi người nhìn thấy cái màu giáo dục chưa nhỉ? Dạ. Rồi, Nhìn sau khi đã chọn màu giáo dục xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này thì tôi sẽ để ra màn hình ngoài là desktop và tôi xếp nó lại. Và sau khi xếp nó lại xong thì nó đã tồn tại rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể được quyền là tạo ra một file mới, có nghĩa là gì? À, chúng ta có thể thiết kế đây là khách hàng A, nhưng mà chúng ta phải thiết kế khách hàng B thì sẽ là sao? Tôi sẽ chọn là file và tôi chọn là Ctrl N. Đây là một file mới đấy. Tôi ghi là khách hàng B. Và sau khi tôi chọn khách hàng B xong thì tôi ấn vào Create thì tự khắc tôi lại có một cái khổ giấy. Và tất nhiên những cái khổ giấy này là nó có đặc biệt là nó mất luôn cái màu của tôi vừa rồi vừa lưu ở trong cái bảng màu bên kia. Cả lớp mình có nhìn thấy cái phần mà màu này tôi bị biến mất chưa? Dạ có thấy này ạ. Ok, vậy thì người ta vừa rồi vừa lưu cái bảng màu rồi, thì bây giờ chúng ta phải lấy ra chứ ạ? Ok, vậy thì chúng ta lưu rồi thì bây giờ chúng ta học về cách lấy ra. Cách lấy bảng màu đã lưu bằng cách như sau. Bước 1, bạn chọn vào Swap. Bước 2, các bạn sẽ chọn vào biểu tượng cho tôi đoán là gì? Ở đây thì nó sẽ có một cái lệnh như sau cho các bạn ấn vào biểu tượng ba cái gạch ngang. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào Other Swap Thư viện. Và sau đó để chúng ta chọn vào ấn vào Open. Đấy, Other Thư viện đấy. Và sau khi bạn tích vào đây một cái thì ngay tức nó sẽ yêu cầu cho các bạn đến cái vị trí nào. Thì tôi đang để ở ngoài desktop. Và tôi ghi là màu giáo dục nên tôi sẽ ấn vào chữ M thôi. Và tất nhiên là chúng ta ấn vào chữ M nhiều như thế này thì nó sẽ nhìn thấy đấy màu giáo dục đây. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần file này của tôi chưa? Dạ, có nhìn thấy. Ok. Và lúc này tôi ấn vào Open một cái thì làm sao ăn sao? À, các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái màu tôi đã có trong đấy. Nó có màu vàng, màu xanh này. Lúc này tôi vẽ một cái hình ra và tôi đổi màu như bình thường. Cả lớp mình nhìn hai cái màu này của tôi chưa? Dạ. Ok. Rồi, tiếp theo. Vậy thì tôi đã dạy cho các bạn về cách cách lưu bộ màu rồi. Rồi, cách
lấy màu vào rồi và chúng ta gọi màu ra rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa ra một trường hợp tiếp theo cho các bạn là đôi lúc khi mà các bạn làm việc Inlude, các bạn đưa trực tiếp từ cái file ảnh của các bạn ra, được không ạ? Đây, ví dụ chúng ta sẽ chọn vào một cái container. Sau đó thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là một cái hình ảnh và tôi ấn Open. Và khi ấn Open một cái ảnh trực tiếp như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây tôi mở một cái ảnh cho các bạn thấy. Ở tên là tab số 1 là khách hàng B vừa rồi tôi vừa làm này. Và đây là cái bảng màu vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn này. Được chưa? Các bạn nhìn thấy có tab 1, tab 2, tab 3 chưa? Dạ, có nhìn thấy. Ok. Và trong trường hợp tab 1, tab 2, tab 3 chính là cái nội dung thiết kế trên từng khách hàng. Thì bạn thích cái nào thì bạn giữ lại, không thích cái nào thì bạn có thể ấn vào dấu gạch chéo như này, gọi tắt tao đi. Cả lớp mình nhìn thấy cái phần này chưa? Nhìn thấy dấu gạch chéo này chưa? Đã có nhìn thấy. Đó, thấy chưa? Rồi. Vậy thì cái này tôi không thích nữa thì tôi tắt đi. Nhưng cái phần này như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn là gì? Khi bạn mở trực tiếp một cái file ảnh vào Inlude thì ngay tức cái bảng màu của chúng ta biến mất. Lớp mình có nhìn thấy cái điều này không ạ? Có nhìn thấy. Và các bạn có hay bị gặp trường hợp này không? Đây là đầu học nên là đây là đầu đấy. Ừ. Tại vì trong lớp mình thì có những cái bạn đã học Photoshop rồi và có những bạn đã tôi đã cho từ học từ Inlude tuần trước rồi, bây giờ vào để học lại thì củng cố thêm nhiều kiến thức nữa đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi tôi tích vào mở ảnh trực tiếp là file rồi chọn vào open, open chính là mở ảnh, mở file thiết kế. Thì trong trường hợp này đây là gọi là mở ảnh đấy. Và mở ảnh như này thì ngay tức cái bảng màu của bạn sẽ bị biến mất. Vậy chúng ta lấy vào ra bằng cách nào? Bước 1 là bạn sẽ chọn vào bảng Swap. Bước 2 là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng cho tôi đó là gì? Quyển sách. Các bạn nhìn thấy quyển sách chưa? Và ở đây chúng ta sẽ có một cái Default Swap. Và tiếp theo nữa là các bạn sẽ chọn vào phần print cho tôi, đó là phần in ấn. Và khi tích vào đây một cái thì hoàn toàn tất cả các bảng màu về in ấn nó sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Đó. Các bạn có thấy là đúng như cái màu vừa rồi tôi chúng ta đang làm không ạ? À, đó. Dạ. Và tất nhiên sau khi làm xong thì bạn có thể để vào vị trí này để làm sao cho dễ nhìn, rất dễ dàng. Bạn có thể cầm đối tượng này kéo ra, bạn cầm cái này đưa vào. Đưa vào một chút xuất hiện cái khung xanh này, có nghĩa là nhét được vào cái tab này rồi thì bạn buông tay ra thì mới được nhá. Ok, cái đó mình hiểu cái này chưa ạ? Đó, đã hiểu rồi. Rồi, tiếp theo tôi quay trở lại với thuộc tính, đó là gì? Cách đổ màu lần thứ hai của chúng ta nó sẽ có cái gì? Đó là đổ màu theo theo cái bảng palette. Các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ color của chúng ta, nó giống như cái hình của cái palette để chúng ta đi vẽ màu ấy. Thì bạn nhìn này, khi chọn vào đối tượng bạn muốn chọn màu nào thì bạn chỉ cần chỉ thẳng vào đây thì tự khắc nó cũng thay đổi cho các bạn được màu. Ok, cả lớp mình nhìn thấy điều này chưa? Dạ, có nhìn thấy. Ok, và lúc này sau khi đổ xong thì tôi thấy nó bị to quá, tôi có thể ấn vào căn chân trừ để thu nhỏ lại, mọi người sẽ nhìn bao quát một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Được chưa? Ok, hiểu cái này chưa nhờ cả nhà ơi? Dạ, rồi. Rồi, nhưng cái màu đổ như này thì lại gặp một cái ưu điểm là đổ màu rất là nhanh. Có nghĩa là khi tích vào đây bạn sẽ tích vào đâu thì sẽ được màu đấy. Nhưng nó này cái khuyết điểm của nó là gì? Là chọn màu theo đúng cái chính xác của chúng ta lại không có như là cái này được. Ví dụ cái này chúng ta chọn đúng cái màu rồi, copy đúng cái màu thương hiệu rồi thì chúng ta chỉ việc chỉ vào thôi là nó rất là chính xác. Các bạn có đồng ý tôi điều này không ạ? Dạ đồng ý. Đúng chưa? Nên các bạn phải nhớ là cái phương pháp nào dành tốt cho các bạn thì bạn phải dùng. Chứ không thể nào mà không dùng được, bởi vì dùng như vậy chúng ta đỡ mất công. Bởi vì có nhiều bạn là trước khi làm việc thiết kế cứ chọn màu lung tung, sau đó chọn phong cách lung tung, nên đôi lúc nói thật các bạn biết là chưa đi nghiên cứu, chưa đi xem thấu thị trường thì nói làm sao được ra thực tế. Đó. Đúng không các bạn? Alo. Dạ đúng. Nên là tôi khuyên các bạn này là làm cái nghề thiết kế đồ họa này có chiều sâu hay không là phải đi ra ngoài thăm thú thị trường, và thậm chí là chúng ta phải làm và trải nghiệm. Chứ nói thật cho các bạn biết là cứ lý thuyết thì cũng chết, bởi vì sao? Cái sự lý thuyết của chúng ta ngày hôm nay nhưng ngày mai nó cũ xử rồi đó. Các bạn phải nhớ một điều như vậy cho tôi nha. Rồi, tiếp theo, và cái cách đổ màu nhiều nhất trong cái AI của chúng ta thì nó có cái gì? Đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào bảng màu bên tay trái. Đây ạ, nó chỉ có hai cái này thôi. Bạn muốn đổ màu đối tượng thì bạn tích vào màu. Và tất nhiên tích vào màu thì ở đây nó sẽ có giải màu cho bạn. Đây là giải màu xanh. Bạn có thể chọn từ xanh đậm đến xanh nhạt. Và tất nhiên chọn phát nó được màu luôn. Chứ không phải là theo kiểu như Photoshop mà chọn màu xong rồi bắt đầu mới ấn vào
ăn đen te rồi căn chôn đen te để đổ màu thì không, thằng ý nút ăn ngay được chưa. Các bạn có nhìn thấy điểm này chưa, cộng và trừ rất là rõ ràng nhé, cứ chọn vào chỗ nào thì nó sẽ là màu chỗ đấy và hiển thị rất là trực quan cho các bạn, không có layer nào gì cả, không có tạo layer cả, cứ chơi thẳng vào cho tôi nhá. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Dạ. Rồi, tiếp theo này, trên cái giải xanh này bạn không thích thì bạn có thể chuyển sang giải tím. Rồi cũng bạn chọn sang giải đỏ, rồi chọn sang xanh dương, rồi chọn vào lá cây, rồi chọn vào vàng, cam, đỏ. Đấy, thì đấy là những cái giá trị. Và tất nhiên là chọn vào đây là có tím đậm, tím nhạt, rồi tím sáng hơn. Đỏ thì cũng có đỏ đậm, đỏ nhạt. Đúng không? Đỏ đậm quá thì nó đã thành màu nâu rồi. Đỏ tươi, đỏ cơ. Được chưa? Và chúng ta có thể chọn vào màu xanh lá cây thì cũng có xanh lá cây đậm nhạt. Đấy. Và vậy thì mỗi một cái khu vực màu này nó lại có những thương hiệu màu rất đẹp. Và tốt nhất là chúng ta phải đi tìm, đi xem. Và nhớ một điều rằng khi mà chúng ta đi download về, chúng ta có thể sẵn sàng chia sẻ với ai đó, chứ không phải chúng ta giữ khư khư bởi vì ôi đây là của quý của mình phải giữ lại không. Chúng ta phải chia sẻ. Bởi vì khi chia sẻ như vậy thì bạn sẽ có cơ hội để chúng ta sẽ nhận được sự chia sẻ của người khác ngược lại. Và phần thứ hai là chúng ta cũng tiến bộ lên. Bởi vì sao? Cũng có thể người ta sẽ ý kiến à, cái này đâu có đẹp, cái này hơi xấu, cái chỗ này đó. Thì đôi lúc chúng ta lại có một cái cách nhìn nhận, nó cũng một cách trực quan hơn. Ok, hiểu cái này chưa nhờ? Dạ, khó hiểu. Rồi, vậy thì nhớ một điều rằng cho tôi hãy chọn những cái màu mà theo thương hiệu của chúng ta, đúng chưa? Rồi, thì đây là cách đổ màu của chúng ta, đúng chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái cách thứ hai, là cái công cụ mà hôm nay chúng ta sẽ đi học. Đó là công cụ đầu tiên, là công cụ phím V. Các bạn ghi cho tôi công cụ phím V trong Illustrator. À, một đối tượng kia tôi không thích nữa thì tôi ấn vào đen đen đen, tôi xóa thoải mái. Tôi không thích cái này tôi xóa luôn, cái này cũng chả cần phải nhìn thấy nơi đâu đó. Và bạn muốn quay trở lại thì bạn ấn vào cả chuột Z cho tôi thì nó lại undo lại cho các bạn, được chưa? Rồi, chúng ta nhìn này. À, vậy thì một đối tượng của chúng ta muốn thay đổi được thì bằng cách nào? Thì cái công cụ phím V này, cái công cụ phím V là một trong những công cụ, nó sẽ có những cái tính năng như sau. Bạn có thể công cụ phím V có tác dụng như sau, có tính năng như sau. Cộng đầu dòng đầu tiên là thoát và giúp cân đặt mình đang là, đấy là công cụ và tính năng đầu tiên của nó, thấy chưa? Cái tính năng thứ hai của cái công cụ phím V này, nó là công cụ về tính năng, đó là gì ấy? Cho thay đổi kích thước của đối tượng, có thể là béo gầy cao ngắn tùy thuộc theo tính chất của các bạn, và bạn phải xử lý qua từng công đoạn đấy để bạn quen được cái phím V của chúng tôi, được chưa? Tính năng thứ ba là chúng ta sẽ ra góc của biểu tượng đó và xoay được biểu tượng và thoát và rất nặng rồi dịch chuyển, và dịch chuyển đối tượng được không ạ? Về tính năng cuối cùng của chúng ta là dịch chuyển đối tượng, có thể là sang phải sang trái, lên trên xuống dưới, được chưa? Tôi xóa này đi nhá. Nào, bây giờ ví dụ tôi vẽ là một cái đối tượng mới này trong một phủ giấy, nhưng khi vẽ xong thì cái đối tượng này của tôi lại không được quyền nằm đây mà nó phải sang phải một tí thì nó sẽ làm tốt hơn, đẹp hơn về mặt bố cục. Thì tôi cầm đối tượng tôi kéo sang phải thì ngay tức nó dẫn đến một vấn đề này mình không được, được chưa? Vậy thì cái tính năng đầu tiên của tính năng của cái công cụ chúng ta khi vẽ ra thì chúng ta phải chọn vào V để thoát được rất lạnh đã, được chưa? Đó, thoát rất lạnh thì lúc này bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn có thể dịch chuyển sang phải, sang trái. Vậy thì tính năng đầu tiên của chúng ta đó là gì? Thoát và rất lạnh. Nhưng tính năng thứ hai là chính là cái tính năng số 4 vừa tôi vừa nói cho các bạn. Nó có thể dịch chuyển sang phải, lên trên, xuống dưới, sang trái, sang phải. Và cái thằng này rất đặc biệt là bạn chỉ cần quét qua một đối tượng thôi thì bạn có thể chọn được. Quét qua cái này cũng là nó, và quét qua dưới cũng là nó, quét qua cái này cũng là nó. Bởi vì chỉ cần chạm một tí vào nó thôi, có nghĩa là tôi chọn toàn bộ cái đối tượng mà tôi mong muốn. Vậy thì công cụ phím V của chúng ta nó có tính năng dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên và xuống dưới. Ok, hiểu cái này chưa? Dạ. Rồi. Tính năng thứ hai của chúng ta là gì? À, chúng ta thứ ba rồi. Chúng ta thay đổi kích thước. Bởi vì một đối tượng khi vẽ ra thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ có các đầu điểm neo giống như là Ctrl T trên Photoshop. Thì các bạn sẽ nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, có 8 đầu điểm chốt. Nó sẽ tương ứng với giá trị cho các bạn là thay đổi từng chiều một. Bạn cầm đối tượng này, bạn kéo xuống dưới là thấp xuống. Và tất nhiên bạn đẩy cao lên sẽ là cao lên. Bạn kéo dưới lên trên, kéo trên xuống dưới, kéo phải sang trái, rồi sai, trái sang phải. Rồi lại phải sang trái, rồi trái sang phải. Và tất nhiên khi ra góc của biểu tượng của chúng ta nó có hai loại. Ra góc bên trong thì thay đổi được hai chiều.
Và tất nhiên là khi thay đổi hai chiều này, các bạn nhớ cho tôi có một cái lệnh rất là hay và quen thuộc trên cả phần mềm Photoshop và Inkscape, đó là lệnh phím Shift là tỉ lệ và đồng dạng, các bạn nhớ nhé. Giữ Shift là đồng dạng và giữ An là đồng tâm. Đó, nhìn nhá. Shift An là đồng dạng đồng tâm nhá. Ví dụ hồi xưa phiên bản Photoshop CC 2020 thì các bạn nhớ một điều rằng là ví dụ để muốn phóng to thu nhỏ thì sao? Hoặc là 17 từ trước thì sao thì nó phải làm sao? Nói xa hơn một tí là cái bản 17 từ ngày xưa thì chúng ta khi mà phóng to thu nhỏ trên phiên bản Photoshop thì phải làm sao? Đồng dạng thì phải giữ Shift nhá. Còn bây giờ thì sao? Từ 2020 đến 2023 của chúng ta thì không còn phải giữ Shift nữa. Đó, nhưng Inode thì vẫn thế, Inode thì muốn đồng dạng thì vẫn phải giữ Shift cho tôi. Và muốn đồng tâm thì phải giữ An cho tôi. Shift An là đồng dạng đồng tâm nhá. Ok, đó mình để ý đoạn này chưa? Là Rồi, và ra góc biểu tượng của chúng ta nó có tính năng về xoay đối tượng. Đây là xoay thế, các bạn sẽ xoay rất là thoải mái. Đây là xoay tự do và tất nhiên không muốn xoay tự do thì phải giữ Shift cho tôi thì nó sẽ mặc định theo máy của các bạn cứ 45 độ 1 và cứ 45 độ 1 chúng ta sẽ làm như hai. Ok, cả lớp mình hiểu cái đoạn này chưa nha? đã hiểu ạ. Rồi, vậy thì sau khi mà đã hiểu rồi thì chúng ta mới học về cách cách tạo hình của nó bằng cách nào? Một tại sao tôi lại được khoét sâu về mặt gọi là chữ nhật, bởi vì các bạn sẽ thấy rằng sau này các thiết kế của chúng ta đều là trong hình chữ nhật hết. Vậy chúng ta phải học về các cách sắp xếp các đối tượng hình trong hình chữ nhật. Được chưa? Vậy thì các biến thể của hình chữ nhật đó sẽ ra sao? Đây có thể là trồi làm gió. Được chưa? Và sau khi tôi làm xong thì tôi xác nhận bằng công cụ phim về. Và sau khi tôi làm xong thì tôi thấy rằng tôi không muốn có viền. Các bạn có nhìn thấy cái đoạn này hình của chúng ta đang có viền không ạ? Dạ, có nhìn thấy. Ok, Ctrl cộng phóng to. Vậy thì làm mất mất viền bằng cách nào? Chúng ta sẽ chọn vào viền và tôi ấn vào đây. Thế là mất viền. Chỉ còn hình thôi. Rồi, đây là biến thể số 1. Được chưa? Tôi sẽ chọn một cái hình số 2 và tôi vẽ đây là biến thể số 2. Tôi nghe chữ nhật nằm dọc và chữ nhật nằm ngang. Và chúng ta muốn vẽ thêm một cái hình nữa là biến thể mới thì chúng ta sẽ chọn vào đâu? Chúng ta chọn vào hình chữ nhật và tôi lại vẽ thêm lần nữa. Nhưng nhớ một điều rằng muốn trở thành chữ nhật, trở thành hình vuông thì trong quá trình khi vẽ thì các bạn nhớ cho tôi phím Shift, giữ chặt phím Shift và kéo đối tượng thôi thì luôn luôn là vuông. Đây là biến thể của nó sẽ là như thế này. Alo. Ok, hiểu cái này chưa ạ? Thấy không ạ? Rồi, bây giờ thì tôi sẽ thu nhỏ cái này lại. Đó. Và tất nhiên là trong một số hình thì nó cũng có thể kết hợp được rất là nhiều hình khác. Được chưa? Vậy thì bây giờ sau khi chúng ta đã hiểu về hình chữ nhật thì có thể nằm ngang, nằm dọc, thì nằm theo chiều chéo. Có thể tích vào đây và giữ phím Alt, copy đây và ra góc để xoay nhảy được không? Được chưa? Đó. Dạ. Và tất nhiên trong quy trình khi mà các bạn vẽ hình thì các bạn luôn luôn phải đặt cho tôi cái tiêu chí như sau. Ví dụ chúng ta có thể có hình một cái hình to. Rồi chúng ta phải có cái hình bên cạnh thì nó phải làm sao như nhỏ thôi. Được chưa? Và tiếp theo một cái hình nữa thì các bạn sẽ làm sao? Giữ phím Alt và copy đâu đây nữa. Đây bạn sẽ chọn vào đây. Bạn sẽ vẽ cho tôi một cái hình như này. Nhưng hình này phải bé hơn. Được chưa? Vậy chúng ta có thể chọn theo giá trị như này. Được chưa? Alo. Dạ. Rồi, tiếp theo, tôi sẽ dạy cho các bạn về cái lệnh mà chúng ta cần dùng, nhất thiết phải dùng trong giá trị inode của chúng ta, đó là lệnh như gì? Copy. Các bạn ghi đi, lệnh copy nhiều nhất trong IE của chúng ta đó là lệnh gì? Nào. Để muốn copy một đối tượng nào đó trong phiên bản của AI của chúng ta thì chúng ta phải tích vào đối tượng đó. Đấy là nguyên tắc. Bước số 2 là bạn sẽ có những cái cách như sau, bạn ấn vào biểu tượng là Ctrl C là copy này. Nó là edit này, chọn vào Ctrl C là copy này. Sau đó thì bạn chọn vào edit và bạn chỉ việc làm sao chọn vào Ctrl V thôi là được rồi. Là tự khắc nó sẽ copy làm phiên bản mới. Đó. Vậy chúng ta có thể dùng thẳng trực tiếp là Ctrl C, Ctrl V nó sẽ được như này luôn. Được không ạ? À? Cả nhà mình nhớ. Vâng. Rồi. Tiếp theo cái lệnh copy nữa thì chúng ta sẽ có những cái lệnh như sau, là trong cái phiên bản giống hệt như Photoshop là nó có thể chọn đối tượng và giữ phím Alt. Các bạn đẩy xuống cũng là cách copy. Giữ phím Alt đẩy sang phải là cách copy. Giữ phím Alt tích vào đây sang trái cũng là cách copy. Và tích vào đối tượng giữ phím Alt kéo xuống dưới là cách copy. Nhưng trong quá trình khi kéo bạn có thể kết hợp thêm phím Shift để khi kéo này nó sẽ thẳng hàng hơn.
Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa hả? Đã có nhìn thấy. Ok, thế là chúng ta đã học được qua dịch lệnh gì này? Copy rồi. Đúng không? Thì Dạ. và chúng ta sẽ có những cái lệnh mà dùng nhiều nhất trong IE của chúng ta sẽ là sao? Tôi quét qua cả ba cái này. Tôi thu nhỏ lại bằng lệnh ship như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn. Đó. Và tôi sẽ cầm đối tượng là V để tôi dịch chuyển. V là dịch chuyển. Còn ship rồi kéo đối tượng là chuyển bình thường của chúng ta rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến cái copy rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ học về lệnh copy nhiều nhất trong AI của chúng ta như sau. Nào, tôi sẽ copy một cái lệnh data mới trước cho các bạn ở phần phía dưới và tôi chọn một cái màu khác đi cho các bạn. Nào, đấy, tôi sẽ chọn vào đây. Để muốn copy nhiều nhất trong AI mà chúng ta hay dùng, chúng ta có hai lệnh. Lệnh số 1 là bạn sẽ chọn vào bước 1, chọn vào hình. Bước 2 chọn vào edit. Bước 3 là chọn vào Ctrl C là copy đấy nhá. Rồi, bước thứ ba lại chọn vào chính nó và chọn vào edit và lúc này chúng ta chọn vào Ctrl B. Ctrl B là copy xuống phía dưới, có nghĩa là copy xong rồi thì ấn vào cái Ctrl B này thì cái đối tượng copy nó sẽ chui xuống phía dưới. Đây, sau khi tôi tích xong Ctrl B xong tôi đổ một cái màu cho các bạn tôi tích vào đây. Thì các bạn sẽ không nhìn được điều gì xảy ra cả bởi vì làm sao cái đối tượng copy tôi đã bị xuống dưới cái màu cam rồi. Nên là các bạn sẽ nhìn được đây, tôi kéo lên cho các bạn xem. Đó, lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ, có gì đấy. Ok, và cũng tương tự như vậy, bây giờ tôi cũng có một cái màu khác, ví dụ tôi còn một cái màu đỏ. Bây giờ tôi sẽ làm một cái thao tác như sau, tôi sẽ dùng phóng to và căn chuẩn cộng cho các bạn. Được chưa? Ok, tôi trở về tiếng Anh, tôi sẽ ấn vào căn chuẩn cộng. Nha. Cái đối tượng này copy người ta dùng lệnh gì ạ? Người ta chọn vào edit và người ta chọn vào Ctrl C. Bước 1 là Ctrl C là đúng rồi. Bước 2 là chọn về edit và ở đây người ta sẽ có lệnh là Ctrl F là copy. Thì thường thường đối tượng copy thì sẽ được nằm ở phía trên. Đối tượng gốc là đối tượng mà vừa rồi tôi vừa tích vào nó đấy. Tôi tích vào đây. Và lúc này tôi đổ màu xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một điều xảy ra. Đó là gì? Nó có sự khác biệt. Đó, các bạn nhìn thấy nó bởi vì nó ở phía trên mà nhưng kéo cái màu tím ra thì nó sẽ nhìn thấy màu đỏ phía dưới. Ok, nếu mình nhìn đến cái phần này của tôi chưa nhỉ? Copy đấy. Dạ. Rồi, vậy thì chúng ta đã học về mạch là copy rồi các biến thể của đối tượng và làm rồi. Thì tất nhiên, trong phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái công đoạn nữa. Đó là gì? Cách cho lên trên và xuống dưới đối tượng. Nào, các bạn ghi đi. Cách cho lên trên xuống dưới đối tượng thì lúc này tôi sẽ mượn một cái công cụ này tôi giữ phim tôi copy lên. Ở đây tôi sẽ để một cái màu vàng. Tiếp theo giữ phím An tôi sẽ để một cái màu thứ nhất là màu xanh. Và tiếp theo tôi để vào đây nữa tôi sẽ có một cái màu hồng. Tôi có ba thuộc tính này. Và tôi giữ phím tôi sẽ quét qua nhé. Nhìn này chọn một cái thì sẽ thay đổi kích thước một cái. Nhưng quét qua cả ba như thế này thì thay đổi cả ba nhá. Nhìn giữ shift chưa? Cả lớp mình nhìn rồi chưa? Dạ, có như thế. Ok. Và tiếp theo nữa là khi mà các bạn phóng lo này, tôi có ba đối tượng. Đối tượng số 1 là màu hồng. Đối tượng số 2 sẽ là màu xanh và đối tượng số 3 là màu vàng. Trong trường hợp này thì các bạn sẽ nhìn thấy một điều xảy ra là nó có quá nhiều đối tượng bởi vì lý do tại đây nhiều đối tượng cho rất nhiều đối tượng. Vậy thì chúng ta phải học cách làm sao để cho đối tượng lên trên hay xuống dưới. Thì các bạn nhìn này, để muốn cho lên trên và xuống dưới một đối tượng. Chúng ta dùng lệnh là Ctrl hoặc vuông bên tay phải là lên trên một đối tượng. Lên trên một đối tượng và Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một đối tượng cứ tuần tự như vậy lên trên xuống dưới và tất nhiên sau này có nhiều trường hợp là có nhiều đối tượng quá thì chúng ta làm một cách nào thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift gì Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải và Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ lên trên và xuống dưới của các bạn cả lớp mình hiểu cái này chưa nó tổ phím giống hệt như Dạ. Photoshop nha ok. Dạ. Rồi, vậy thì các bạn đã hiểu về cái thuộc tính là cho lên trên và xuống dưới đối tượng rồi. Chúng ta học về lệnh copy rồi. Và tất nhiên, bây giờ với một cái bài toán rất là cơ bản thôi cho các bạn đó là gì? Bài tập đầu tiên về thay đổi kích thước. Nào. Để muốn có được cái bài tập đầu tiên là thay đổi kích thước đấy thì chúng ta sẽ mượn cái công cụ đầu tiên cho các bạn. Đó là gì? Chúng ta sẽ có một cái hình chữ nhật. Chúng ta vẽ này. À, cái này thì của các bạn là sau khi làm xong thì tôi lại trở về công cụ phím gì đấy nhá phím V và tôi dịch chuyển sang trái đi rồi bước số 2 là các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu tím đậm cho các bạn
Và lúc này chúng ta sẽ thay đổi một cái thuộc tính như sau, nhìn nhé. Nào, bước số 1 tôi muốn thay đổi thuộc tính, và trong một bản thiết kế thì thường thường nó sẽ có những cái màu và tôi mong muốn rằng tôi tạo ra những cái màu nhẹ, nhưng tạo ra những cái miếng màu khác nhau, sắc độ khác nhau để làm gì? Để tạo ra cái nền background, để tạo ra một cái phiên bản thiết kế đầu tiên của chúng ta. Ít nhất là chúng ta sẽ làm được cái thứ mà chúng ta nhìn nhận là đơn giản nhất, đó là hình chữ nhật. Thứ hai là màu background nó là màu gì, còn chưa có ảnh, chưa có text, chưa có logo thì cái đấy sau. Đồng ý không ạ? Alo. Rồi, bước số 1 là sau khi tôi chọn xong được cái hình thì tôi sẽ ấn vào một lệnh như sau là Ctrl C. Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Ctrl C và Ctrl F, được chưa? Rồi. Và lúc này sau khi Ctrl C, Ctrl F xong thì tôi sẽ kéo từ dưới lên trên luôn. Bởi vì hai cái hình này màu giống nhau nên khi tôi kéo xong thì các bạn sẽ không có cảm nhận về màu. Nhưng bạn nhớ một điều rằng bạn có thể thay được màu đó bằng cách bạn tích đúp vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái tông màu tím hơn thì các bạn sẽ nhìn thấy điều đó. Alo, nếu mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ, có nhìn thấy. Đây là tôi kéo thay đổi kích thước là từ dưới lên trên, được chưa? Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ làm gì? Tôi lại chọn một cái miếng màu tím và từ giữ phím man tôi kéo sang phải như này. Tại sao lại kéo sang phải? Bởi vì lúc này tôi sẽ chọn cho các bạn một cái màu, đó là tôi chọn chọn màu đỏ đậm chẳng hạn. Tôi muốn copy thì bằng cách nào? Tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên phía trên đối tượng gốc. Và lúc này tôi không thay đổi nhanh nữa mà tôi lại kéo từ trên này xuống dưới, sang từ phải sang trái. Và tất nhiên tỷ lệ thì tôi sẽ ướm là bên này màu 1 phần 3, bên này sẽ bằng 2 phần 3. Và tất nhiên tôi có thể chọn một cái màu nào đó là phù hợp. Ví dụ tôi chọn tông sật tông thì tôi sẽ chọn nó màu phù hợp với nó. Ok, mọi người hiểu cái này chưa ạ? Dạ rồi ạ. Rồi, cũng tương tự như vậy tôi sẽ chọn đối tượng này, tôi giữ phím man tôi lại kéo xuống phần phía dưới. Và lúc này tôi sẽ chọn một cái miếng màu cà. Tôi chọn đối tượng. Tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C là copy, Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và tôi kéo từ trên xuống dưới. Lúc này tôi lại để bé thôi. Và lúc này sau khi tôi để bé xong thì tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn. Ví dụ tôi để một cái màu nhẹ thì các bạn sẽ phát hiện là tôi đang có thể trang trí chân trang được không ạ? Trang trí một cái phần ở dưới chân của đối tượng thiết kế của chúng ta được không ạ? Alo. Là được. Rồi, tiếp theo giữ phím man của chúng ta xuống đẩy sang bên này nữa thì tôi sẽ có một cái màu tiếp theo nữa cho các bạn, đó là chọn màu xanh 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 đậm lá cây. Và cũng tương tự như vậy tôi lại ấn vào Ctrl C và Ctrl F. Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Và tôi lại kéo đối tượng sang phải như này. Và sau khi đối tượng sang phải xong nha thì tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn dễ lựa chọn thôi, tôi sẽ chọn vào đây. À, các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi đã có những cái mà copy sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới rất là dễ dàng rồi, đúng không ạ? Đó. Dạ vâng ạ. Và tất nhiên đây là những cái bài tập rất là cơ bản đầu tiên của các bạn. Và cũng tương tự như vậy nữa thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn đối tượng đó và lại giữ phim man trên này, copy ra bên này. Rồi, sau khi copy xong thì tôi được quyền là sao? Tôi có thể chọn một cái màu nâu. Và đấy thì các bạn có thấy là khi copy nữa thì đôi lúc cái hình của chúng ta ra ngoài cái vùng màu ghi chúng ta rất khó nhìn. Thì chúng ta dùng lệnh gì để phun toàn bộ màu trắng? Thì có phải vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn là Ctrl Shift H là phun nó. Và tất nhiên trong quy trình khi làm thì chúng ta phải làm rất là nhiều. Đây ạ, một đối tượng chúng ta vẽ ra có sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới rồi. Thì chúng ta có thể là làm những cái biểu tượng khác là bằng cách như sau, là tôi ấn vào đây. Ctrl C, Ctrl F. Và tôi sẽ đẩy sang phải nha. Tôi sẽ đẩy sang trái nha. Tôi sẽ kéo xuống đây như này, tôi kéo xuống đây như này. Và tất nhiên là tôi sẽ đổ một cái màu. Và sau khi có màu xong tôi giữ phím man, tôi copy vào đây một cái nữa thì tôi sẽ thu nhỏ được như này đúng không? Đó, có thể đặt như này, tùy các bạn, được chưa? Thì đây là một cách. Và tiếp theo nữa tôi sẽ ấn vào giữ phím man, tôi copy xuống đây một tí nữa và tôi sẽ chọn một cái màu hồng. Với một cái màu này thì tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì tôi sẽ kéo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Và bạn có thể chọn một cái màu trắng. Rồi tất nhiên cái hình này các bạn có thể có cho lựa chọn là nó có thể to hơn. Được chưa? Rồi tiếp theo bạn giữ phím man, bạn kéo sang bên tay phải cho tôi. Lại tiếp theo một lần nữa thì tôi sẽ chọn một cái màu khác. Tôi sẽ chọn một cái màu xanh dương. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng Ctrl C, Ctrl F là copy lên phía trên. Và lúc này tôi sẽ kéo ở trường hợp ở giữa như thế này. Đó, và tôi để một cái màu xanh sáng hơn. Alo. Nếu mình để ý chưa? Dạ rồi ạ. Rồi tiếp theo giữ phím man của chúng ta là giữ phím man copy xuống đây một tí nữa và chúng ta lại làm sao? Phong tỏa.
À, chúng ta được quyền là chọn lựa trên nó giá và giá trị như sau, tôi ấn vào can chốt C và can chốt F và tôi sẽ đẩy từ trái qua phải, từ phải qua trái. Đúng rồi, khi tôi đẩy sang bên này thì tôi sẽ cần chọn được một cái màu xanh nhẹ nhàng, bởi vì background của tôi đang là màu xanh rồi thì màu này chỉ cần hơi chênh một tí thôi là được rồi, bởi vì tránh trường hợp là chúng ta sẽ làm cái background là cái lớp nền của chúng ta nổi bật quá, bởi vì khi nổi bật quá nó sẽ gặp một cái vấn đề như sau là cái sản phẩm của chúng ta đưa vào rất là khó, phần thứ hai chữ của các bạn cũng khó hơn, thứ ba nữa là gì, sản phẩm của các bạn đưa vào cũng khó luôn, nó bị nền chúng ta tranh chấp quá lớn, được không ạ? Rồi cũng tương tự như vậy, bạn tích vào đây cho tôi một tí nữa thì chúng ta có đối tượng hình đó, chúng ta có lệnh là giữ phím man và kéo sang phải là copy, tôi đang copy sang phải nhưng tôi giữ shift để nó thẳng hàng hơn, là an shift là copy thẳng hàng sang phải như này, cầm đối tượng là giữ phím man kéo đây là copy này, giữ shift là thẳng hàng này, an shift là copy thẳng hàng sang phải, và sau khi copy thẳng hàng sang phải xong thì tôi rút lệnh ra thì tôi chỉ cần tích vào nó và ấn vào Ctrl D thì nó sẽ nhắc lại cái lệnh là copy thẳng hàng sang phải. Ok, lớp mình nhìn thế này chưa? Rồi. Alo, rồi chúng ta lại tiếp tục chọn một cái giá trị nữa, tôi sẽ chọn một cái màu khác. À, ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ để một cái màu nâu, tôi có thể để một cái màu vàng, tôi có thể để màu cam và tôi cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm sao? Ctrl C, Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc, tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo vào đây. Và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu nó hơi chênh một tí thôi. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là đổi chênh nó ít. Rồi, đối tượng này tôi sẽ chọn đối tượng đó giữ phím man copy xuống dưới, Alt Shift copy thẳng hàng xuống phía dưới. Và lúc này sau khi chọn xong thì tôi ấn vào Ctrl D, tôi ấn Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là copy xuống dưới. Alo? Dạ. Rồi, bây giờ thì sau khi mà đã làm được những cái biểu tượng đó thì chúng ta lại tiếp tục chọn đối tượng và chúng ta được quyền mở rộng cái giá trị lên. Chúng ta có thể làm sao? Chúng ta sẽ dùng một cái giải pháp như sau là Ctrl C, Ctrl F, tôi đẩy từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Chúng ta có thể tích vào đây để là chọn cho nó một cái màu. Sau khi chọn màu xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào đây, Ctrl C và Ctrl F và tôi đẩy từ phải qua trái. Và các bạn sẽ nhớ một điều rằng là khi đẩy từ phải qua trái mà bạn muốn giống hệt như cái màu này thì các bạn có nhớ là cái biểu tượng phím Y ngắn của chúng ta không? Alo, cả lớp mình có để ý phím Y không ạ? Là có thể. Rồi, chúng ta chọn phím Y thôi, chúng ta chỉ thẳng vào đây thì tự khắc chúng ta có được cái màu. Và tất nhiên hai màu đấy rất là giống nhau, được chưa? Rồi, tiếp theo, các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi sẽ giữ về đây, tôi giữ phím Alt, tôi copy thêm một lần nữa để cho các bạn. Từ đầu màu. Thì các bạn để ý là trong cái việc mà sắc độ đối tượng của chúng ta ngoài là chúng ta chọn màu ra thì nó lại có một cái lệnh giống hệt như Photoshop đó là Opacity. Và Opacity nó nằm ở đâu thì các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi Ctrl C, Ctrl F này, tôi sẽ kéo đây cho các bạn. Và nhớ một điều rằng để muốn sự khác biệt hai cái màu với nhau thì bạn phải chọn màu khác biệt đi cho tôi. Đây là màu xanh nhạt và đây là màu xanh đậm. Và để muốn copy được nó thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ đây tôi sẽ chọn vào đây. Opacity đâu ạ? Đây, tích vào nó thì ở đây nó có thuộc tính opacity cho các bạn. Ví dụ tôi chọn 20 thì tử khắc nó rất là mờ. Nhìn đó. Và tôi tích vào đây một lần nữa thì sẽ gõ vào đây 50 thì rõ hơn. Thế. Và tôi tích vào đây nữa thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào đây là 100. Cả lớp mình nhìn cái này chưa? Dạ, có nhìn thấy ạ. Đó nhá. Vậy thì khi bạn hiểu được thuộc tính đấy, vậy thì chúng ta sẽ tạo ra những cái bảng khác biệt như sau. Tôi có thể dùng một cái phương pháp như sau là tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl C, Ctrl F và tôi kéo từ trái qua phải như này được không? Và tôi dịch chuyển sang bên này thì không ạ? Và ra ngoài cái hình này thì tôi sẽ gõ vào đây 50%. Rồi, giữ phím man tôi sẽ kéo vào đây một tí nữa thì sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào cho nó giá trị là quét qua và 30%. Thấy chưa? Và tôi giữ phím Alt, tôi lại copy xong vào đây một lần nữa thì tôi sẽ gõ vào đây nữa giá trị là 10%. Các bạn có thấy là tôi đã tạo ra một sự chuyển đổi cho đối tượng bình thường không ạ? Dạ, có như thế. Ok, và cũng tương tự như vậy thì chúng ta lại copy xong bên này một tí nữa và chúng ta lại thực hiện một thao tác thôi. Và tất nhiên trong quy trình kia vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn thì bạn nhớ cho tôi là gì, phải về nhà làm rất kỹ, Ctrl C, Ctrl F, tôi đẩy từ dưới lên trên. Và tất nhiên tôi sẽ lựa chọn cho nó một cái màu màu rất là sáng. Sau đó thì tôi chuyển đổi bằng cách tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl S, tôi kéo từ trên xuống dưới đấy. Và cái này cũng tương tự như vậy, tôi gõ vào 50. Và sau khi tôi có 50 xong thì tôi sẽ đẩy sang, tôi cầm đối tượng này và tôi kéo cho nó ngắn lại được không? Đó, sau đó Ctrl C, giữ phím Alt, tôi copy được bên cạnh luôn.
Tôi lại kéo đây, tôi kéo ngắn lại. Và tôi lại chọn vào giá trị 30%. Rồi cũng tương tự như là giữ phím An, tôi copy vào đây và tôi lại kéo vị trí ngắn nữa, rồi chọn máu 10%. Ok, nếu mình có để ý đoạn này chứ nhỉ. Dạ rồi ạ. Thấy chưa? Vậy thì với những cái bài toán đầu tiên như này, khi mà chúng ta mới học thì chúng ta phải thực hiện được ra những cái biểu tượng như này. Đây là bài tập đầu tiên nhập môn về muốn về AI của chúng ta. Con lệnh là gì? Copy. Con lệnh là đổ màu. Con lệnh là lặp lại lệnh mình vừa làm, xoay copy lên trên xuống dưới, thay đổi tỉ lệ. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Đó. Dạ rồi ạ. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ còn thời gian để thực hành. Các bạn thực hành lại cho tôi nha. Ok, Dạ. nhìn vào đây và chúng ta bắt đầu thực hành nha. Cả lớp mình nghe chứ nhỉ? Rồi Ok, bây giờ thì các bạn ngồi thực hành, sau đó thì các bạn sẽ làm sao chú và gửi lại trên nhóm cho tôi. Được chưa? Để tôi biết rằng là các bạn đang làm gì. Và tất nhiên là trong quy trình khi mà học thì các bạn nên làm bài và phải chụp nha. Sau khi chụp xong thì sau khi đến những cái bài nâng cao hơn thì các bạn có thể tương tác riêng với tôi cũng được. Không vấn đề gì cả nha. Bắt đầu làm bài thôi, thực hành thôi.